nhu cầu tìm kiếm những game multiplayer hay là những sản phẩm có thể kết nối chơi chung với bạn bè người yêu là yêu cầu mà mình rất thường xuyên hay nhận phản hồi trong mỗi video. Và đây cũng là điều tất nhiên mà thôi. Bên cạnh việc ra ngoài xem phim chà đá náo loạn Hồ Gươm, thì giải trí trên smartphone đang là một trong những xu hướng được giới trẻ hiện nay vô cùng ưa chuộng. Vậy nên không để cho bạn phải mất công đi tìm đâu xa, thì hôm nay mình sẽ mang đến một vài gợi ý hoàn toàn mới là những con game phải rủ rê bạn bè chơi gấp trong năm 2024. Đều là game multiplayer với đủ thể loại cấu hình, tha hồ cho bạn lựa chọn tải về trải nghiệm với bạn bè, người thân hay thậm chí là rủ rê người yêu chơi cùng. Và một lưu ý nho nhỏ mà bạn không được bỏ qua, vì toàn là những game mobile mới của năm 2024, nên bên cạnh một số game bạn có thể chơi ngay, thì cũng có những cái tên hiện tại mới chỉ thử nghiệm giới hạn mà thôi. Anh em có thể xem tham khảo, và mình sẽ liên tục cập nhật trong những video game mới. Còn bây giờ thì ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước, và chúng ta khởi động với tựa game đầu tiên nhé. Đây có thể xem là phiên bản hồi sinh của Apex Legends Mobile, chỉ được phát hành độc quyền ở Trung Quốc và châu Á. Game giữ nguyên những yếu tố chiến đấu bắn súng sinh tồn, cùng tính năng cốt lõi mang tính biểu tượng của Apex Legends, nhưng sẽ được bổ sung thêm rất nhiều yếu tố mới mẻ, mang phong cách của Tencent để tạo thêm sự phong phú. Và sau khi chính thức vận hành một thời gian, game đã làm rất tốt công việc kế thừa bản gốc, mang lại những trải nghiệm tuyệt vời như là đàn anh của mình. Nó đặt trọng tâm vào kỹ năng chiến đấu, cùng với những trải nghiệm đa dạng phong phú, là do dàn anh hùng có những đặc điểm tính cách riêng biệt, đi cùng kỹ năng và vị trí chiến thuật khác nhau mang lại. Đã vậy, đồ họa cũng được thiết kế dựa trên công nghệ Unreal Engine, với trọng tâm là độ chi tiết của cảnh quan nhân vật, đi kèm một kho súng đạn phụ kiện cung cấp khả năng tùy biến tự do và rất nhiều skin màu mè cho kiếm thủ tạo điểm nhấn trong game. Battlegrounds là game đối kháng loạn đấu hỗ trợ chơi đa nền tảng, có phong cách đồ họa đáng yêu phát triển bởi NCSoft của Hàn Quốc và hiện tại đã trải qua một lần closed beta vào tháng 10 năm 2023. Nó là một siêu phẩm theo kiểu chạy bò sinh tồn, lấy ý tưởng về truyền thuyết và thần thoại nổi tiếng trên thế giới để tạo nên một trải nghiệm chiến đấu trong vai những vị thần. Vậy nên với kiểu chơi Battleground thì mỗi trận chiến sẽ có 30 người gồm 10 đội tham gia chiến đấu. Và để làm phong phú thêm trải nghiệm ở đây, NCSoft đã chia bản đồ thành 8 khu vực với cảnh quan riêng biệt. Sau mỗi thời gian nhất định, những khu vực ngoài bo sẽ bị rơi xuống và người chơi cần di chuyển hợp lý để tránh bị hạ gục. Cơ chế thứ hai là thời gian chơi rất ngắn, có nhịp độ chiến đấu rất nhanh, đồng nghĩa với việc giao tranh nổ ra liên tục trên bản đồ. Muốn giành chiến thắng thì bạn chỉ có thể tham gia chiến đấu. Cơ chế tiếp theo là những combo vô cùng chuyên sâu, nhờ một hệ thống nhân vật thiết kế rất tốt, cho phép game thủ sử dụng nhiều nút khác nhau để giã những đòn mãn nhãn vào đối thủ của mình, thậm chí là đẩy kẻ thù ra ngoài bo bằng bộ kỹ năng của bản thân. Được tạo ra bởi đội ngũ đình đám làm nên bom tấn Advance, Disney Speedstorm là một game đua xe anh hùng chiến đấu, với bối cảnh là đường đua tốc độ trong thế giới của Disney và Pixar, có mặt miễn phí trên hai kho ứng dụng của Việt Nam. Tham gia game chúng ta sẽ gặp lại dạng vật vô cùng quen thuộc, bước vào cuộc đua sinh tử một mất một còn, và mỗi nhân vật sẽ tạo ra phương thức đua xe và chiến đấu khác biệt. Khi bạn phải tận dụng tối đa skill của từng nhân vật, làm sao để mình cán đích đầu tiên, đặc biệt trong toàn bộ chặng đường đua xe, game thủ sẽ dễ dàng nhận được những hòm tiếp tế. Và đây cũng là cơ hội để bạn sở hữu thêm hỏa lực, cũng như vô vàn khả năng tăng tốc bứt phá thú vị. Ngoài ra lần này game Lost mang tới là hơn 15 nhân vật nổi tiếng, cùng hệ thống map đa dạng có độ khó tăng dần. Về phần chế độ chơi trong game cũng rất phong phú, tập trung vào khả năng chơi nhóm thú vị. Bạn sẽ thỏa sức trải nghiệm từ nhiệm vụ cốt truyện hoặc chế độ đua xe multiplayer với người chơi. Trong đó với mỗi chế độ đều có những cơ chế và đặc trưng riêng để người chơi có thể trổ tài đua xe của bản thân. Zoom Assemble là game MOBA mà nhất định chúng ta không thể bỏ qua trong năm 2024. Có thể xem là một siêu phẩm của nhà Dina trong việc tấn công thị trường game quốc tế trong năm nay, mà phát súng đầu tiên chính là ra mắt Captain Tsubasa vừa qua. Zoom Assemble là sản phẩm hợp tác của hai ông lớn, bao gồm Dina và Susa, là đơn vị nắm giữ phần lớn bản quyền manga anime hiện nay.
Vậy nên game tập hợp toàn là nhân vật nổi tiếng của những bộ manga anime đình đám. Và không chỉ nhân vật từ Dragon Ball, One Piece, Naruto hay là Demon Slayer, mà sẽ còn có thêm rất nhiều nhân vật bộ truyện nổi tiếng cũng sẽ được đưa vào trong con game MOBA này. Còn về phần lối chơi của nó thì không có quá nhiều khác biệt so với Tốc Chiến hay là Vương Giả Vinh Diệu, nhưng cuộc chiến giờ đây sẽ gay cấn hơn nhiều. Đơn giản là vì mỗi tướng đều là nhân vật nổi tiếng với bộ kỹ năng độc đáo mà game thủ đã quen mặt. Sẽ có những tướng chuyên về sát thương hỗ trợ hay là phép thuật, bạn có thể kết nối và chơi chung với bạn bè, từ đó lập ra đội hình mạnh mẽ, cạnh tranh cùng nhau để đạt vị trí cao nhất cho bảng xếp hạng. Với game bắn súng thì Bloodstrike cũng là lựa chọn rất thú vị, là sản phẩm theo dạng sinh tồn mới toanh của NetEase đã chính thức có mặt tại Đông Nam Á và dự kiến ra mắt toàn cầu vào ngày 24 tháng 3 năm 2024. Và đối với ai đang tìm một game bắn súng FPS thực sự phải là mới mẻ, thì đây là game Battle Royale nhịp độ nhanh, phù hợp cho những game thủ sử dụng thiết bị giá rẻ và dung lượng lưu trữ thì hạn chế. Ở đây bạn sẽ được tham gia vào những trận chiến 100 người, sẽ được tùy chỉnh vũ khí lựa chọn anh hùng. Đặc biệt còn có thể sử dụng những kỹ năng parkour như là nhảy dù, bay lượn, chạy tự do cho đến trượt zipline. Và trong suốt hành trình khám phá, người chơi sẽ di chuyển tìm kiếm thêm vũ khí trang bị, sẵn sàng đối mặt sinh tử khi chạm trán với người chơi khác. Đã vậy, game cũng được thiết kế với đồ họa 3D hiệu ứng sóng động, sẽ cho bạn trải nghiệm là những trận đấu đỉnh cao thông qua những chế độ như là đấu đơn, đấu đội. Và khi giành chiến thắng ở nhiều trận đấu, chúng ta còn có thể mở khóa nhiều phụ kiện khác nhau, từ đó tạo ra nhiều cơ hội cá nhân hóa vũ khí của mình. Moco là game nhập vai hành động được xây dựng bởi Supercell, và nếu là game thủ yêu thích phiêu lưu khám phá, muốn đặt chân đến những miền đất mới, thì đây là sản phẩm giả tưởng vô cùng phù hợp cho bạn. Nói về một công ty săn quái vật đã tạo ra cánh cổng thông tin và dịch chuyển, cho phép những thợ săn du hành đến nhiều vũ trụ khác nhau. Và khi vừa mới khởi nghiệp, game cho bạn tham gia những chương nhiệm vụ khác nhau, cần điều khiển nhân vật khám phá khu vực trên bản đồ. Ngoài ra trong quá trình đó, còn phải chiến đấu với những thợ săn như mình, hoặc giải cứu nhân vật là NPC chỉ định, và cũng có thể mời bạn bè tham gia nhóm, tạo sảnh và chơi co-op vô cùng thú vị. Đặc biệt lần này, Supercell rất chú trọng vào hệ thống phát triển nhân vật, về ba yếu tố cốt lõi là vũ khí, kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động. Vũ khí đóng vai trò là phương tiện tấn công chính, với rất nhiều chủng loại sở trường khác nhau. Kỹ năng chủ động thì có thể linh hoạt thay đổi, được trang bị tối đa 3 kỹ năng, buộc bạn phải biết lựa chọn khôn ngoan trước khi vào trận. Còn kỹ năng bị động sẽ tự kích hoạt mà không cần bấm thủ công. Cả ba yếu tố này đều góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển của nhân vật trong game. Đã chính thức ra mắt phiên bản nội địa Trung Quốc, và mình cam đoan là chúng ta sẽ không cần phải chờ đợi quá lâu nữa để được tận tay trải nghiệm bản global của Fun Party. Và nếu đã yêu thích lối chơi của Fall Guys, thì Fun Party sẽ là nơi cho chúng ta sáng tạo nên thế giới độc nhất vô nhị của riêng mình. Thành công khi đã xây dựng lối chơi tiệc tùng thú vị, với nhiều bản đồ vô cùng ly kỳ cho người chơi thỏa sức khám phá, game sở hữu lối chơi tương tự Fall Guys, mang đến trải nghiệm đầy hài hước và thư giãn khi bạn được tranh tài trong những cuộc đua hấp dẫn nhiều người. Và sau những trò chơi đầy tính giải trí, chúng ta còn được khám phá đảo cầu vòng màu sắc, có thể tự do đi lại khám phá mọi nơi, tương tác với nhiều đồ vật khác nhau, hay chỉ đơn giản là giao lưu kết bạn với game thủ khác. Trong game, dù là bạn khao khát thám hiểm những đường trượt nước mùa hè, hay khám phá những bí mật ẩn giấu tại những ngôi đền cổ xưa, hoặc điều hướng những đường ống phức tạp trong không trung, tất cả sẽ đều đáp ứng đầy đủ cho người chơi chinh phục và tận hưởng. Ban đầu Rainbow Six Mobile được ấn định sẽ ra mắt vào tháng 12 năm 2023, nhưng do một vài vấn đề chưa được công bố, game hiện được lên lịch lại vào mùa thu năm 2024, làm cho những game thủ đang háo hức sắp được trải nghiệm game đã bị sốc khi trang của tựa game này trên App Store đã thay đổi thông tin ngày phát hành. Sự thay đổi đột ngột này khiến người chơi không ngờ đến, bởi trong năm 2023, Ubisoft đã cho thử nghiệm rộng rãi và nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ game thủ, tưởng rằng đã sẵn sàng để ra mắt chính thức, nhưng cuối cùng lại không như mong đợi. Và kỳ thực, thời điểm ra mắt cũng giữ một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một tựa game. Chưa kể đến đây đang là thời điểm gần với kỳ nghỉ đông ở các nước phương Tây. Trong lịch sử, việc máy chủ ngừng hoạt động và gặp sự cố trong kỳ nghỉ đông đã tạo ra không ít vấn đề. Và hiện tại, Ubisoft đang phải đối mặt với vấn đề đó. Và liệu không biết rằng chợ ngày này có được giải quyết suôn sẻ và triệt để, giúp game sớm ra mắt hay là không. Vậy nên, trong quá trình chờ đợi, bạn có thể đăng ký tìm kiếm cơ hội tham gia
bản beta hiện tại của nó trên trang chủ chính thức và những thông tin mới nhất mình sẽ liên tục cập nhật trong thời gian tới. Run. Sau hàng chục năm gắn bó với cái tên FIFA Mobile, thì bây giờ game đã đổi tên thành EA Sports FC Mobile, cũng đã chính thức phát hành phiên bản game global của mình, mang đến những cầu thủ đã được cập nhật cho mùa giải 2024 với 9 câu lạc bộ nổi tiếng khác nhau và những sự kiện tiền mùa giải diễn ra đi kèm trận đấu thú vị sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho dòng game bóng đá dành cho nền tảng mobile với những trải nghiệm đỉnh cao. Phiên bản di động này được đánh giá là một bước tiến mới khiến cho những người hâm mộ đến gần hơn với mọi thứ liên quan đến bóng đá, từ chơi bóng quản lý đội của riêng mình cho đến so tài với người chơi khác trên toàn thế giới. Hơn thế nữa, bản game này nhà phát triển đã có một số điều chỉnh cải tiến về cơ chế và lối chơi mới, mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác so với những bản game trước. Ngay cả hệ thống sút bóng cũng được cải tiến, khiến người chơi cảm thấy vai trò của mình quan trọng hơn nhiều so với trước đây. Và phòng thay đồ cũng đã nhận được nâng cấp đáng kể, có thể sửa đổi từng chi tiết nhỏ, từ quần áo thi đấu, biểu tượng cảm xúc, logo cho đến số áo. Và tùy sở thích của mỗi người, thì list game vừa rồi bạn có thể lựa chọn cân nhắc, sẽ tìm được cho mình một con game thú vị để trải nghiệm với anh em bạn bè của mình. Đừng quên link tải game mình đã để sẵn bên dưới phần mô tả, nên đừng mất công đi tìm cho tốn thời gian nhé. Đồng thời để lại cảm nghĩ bình luận của bạn để mình cải thiện video tốt hơn thời gian tới. Và nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn, thì đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.